Cái gì? Chết rồi. Chết rồi á? Ơ? Em nói thật hay đùa đấy? Không có bố, cả bà, ai cũng không thích em. Thần quá. Các bà bảo là em nghịch, em rất là nghèo, không thích em. Em không có cái gì à. Nào, Công Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình đang có mặt tại xã Cán Chu Phìn, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Hôm nay mình sẽ đi vào nhà bà Thò Thị Khi để thăm lại gia đình bà và cũng như là xem là cái con lợn của anh Vũ Hồng Việt hỗ trợ cho bà Thò Thị Khi này đã lớn chưa các bạn ạ. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu vào nhé. Thì cũng hơn một tuần nay rồi mình chưa vào, nên là bây giờ mình sẽ vào thăm nhà bà một chút. Thỉnh thoảng cũng phải đi giám sát kiểm tra đồ một tí. Vâng, chào chào bà. Ơi, bà đang làm gì đấy? Chào em nhá. Chào mọi người. Thế nào, đây chú có ít quà nhá. Cho cái cỏ tên gì nhỉ? Tên Và. Chú lại quên mất. Dạo này khỏe không bà? Bà có biết đấy không em? Không biết. Không biết à? Đấy, bà đang làm vải lanh này, đang cuộn một cái to chưa? Đấy, cả cháu dâu cũng làm này. Đấy, thế con đâu rồi? Con ngủ à? Em biết nói tiếng phổ thông không? Con bị chế rồi. Hả? Bị chế rồi. Cái gì? Chế rồi. Chết rồi á? Ơ? Mà. Em nói thật hay đùa đấy? Thật. Ơ? Trên 2 tuần. Hả? Con bé trên 2 tuần. Cái gì? Chết được 2 tuần á? Thế làm sao mà chết? Con làm sao? Không biết. Thế sao không ốm là không đưa ra bệnh viện à? Ốm ra thì... Trời ơi. Có ma nữa. Ma đâu, ma bị bệnh không đưa ra bệnh viện ấy. Thế chị bây giờ thì thế có nghĩa là em bây giờ em làm ma cho cháu lâu chưa? Làm ma ở đâu? Làm ma? Ừ. Làm ma ở bà ngoại ấy. À, để bên bà ngoại à? Ờ, để bà ngoại vào chết. Thực sự mọi người hơi sốc đấy, thật. Có số điện thoại của anh sao không gọi cho anh? Nhưng mà em không nhớ rồi. Không lưu số của anh à? Ờ. Không đặt tên, không. À. Số điện thoại anh có điện thoại gì? Anh đọc lại nhá, 0886 526 399. Thế là lúc ốm là có đưa ra bệnh viện không? À, không. Không á? Ờ. Đi làm ma. Thế thì... Đi làm ma hay bà ngoại thì vào chết. Làm ma bên bà ngoại thì chết ở bên bà ngoại. Ờ. Khổ thân quá các bạn ạ. Nhưng mà không biết phải nói nào thế. Thế bây giờ làm đám ma xong cho cháu hết rồi ấy gì? Được khoảng bao nhiêu ngày rồi? Cháu mất được bao nhiêu ngày rồi? Mất 14 ngày. Làm gì 14 ngày? Anh vào đây chưa được chắc hơn một tuần hả? Anh vào đây thì... Anh được nửa tháng rồi, 15-16 ngày rồi. Thì lúc anh vào đây cháu vẫn khỏe mà. Chết một tuần. Ngày mai là một tuần đúng không? Lần sau con mà hiện tượng ốm là phải đưa ra bệnh viện nhá. Không được là để ở nhà đâu. Không có tiền nữa. Ôi rồi sao không gọi cho anh? Không được anh số điện thoại. Thì cái số hôm trước anh đưa cho em phải lưu vào chứ. À, không. Nhưng mà anh không nhớ rồi. Cô được có số điện thoại đâu. Được có giáo số điện thoại đâu.
cái số điện thoại mà hôm là xong cô dành ấy, ấy. Cô giáo ấy, cô giáo để đưa cho em được bảo gọi cho anh lúc ra ngoài mua lợn ấy. Mãi không nhớ anh số điện thoại. Ừ, thế lấy lưu vào luôn nhá. Vâng. Đấy các bạn ạ. Mình tưởng hôm nay vào thì chơi để vui vẻ, ai ngờ lại xảy ra chuyện buồn này. Thế vợ em có biết nói tiếng phổ thông không? Không. Vợ không không học. Đấy. Không biết nói phải nói kiểu gì đấy nhá. Đấy là cái tác hại của em là em để tác hại là gia đình là ốm không đưa cháu ra bệnh viện đấy. Không có tiền thì phải ra biết nhà anh ấy rồi thì ra phải gọi cho anh chứ. Ừ. Thôi cứ để đây đi. Nhá. Đây em cứ cất đi. Không quá. Ừ. Đấy các bạn ạ. Vì không có tiền nên không dám đưa ra bệnh viện đấy. Đấy, ia còn đấy cho thì chụp bộ kìa. Thôi chuyện buồn ấy xảy ra rồi, thôi hai vợ chồng cố gắng nhé. Đằng nào thì cũng không thể quay lại để mà sửa chữa được nữa rồi. Nhưng mà anh nói nhé, bây giờ có số điện thoại của anh rồi. Riêng lần sau kể cả người thân trong gia đình có vấn đề gì là phải gọi cho anh nhé. Không có tiền cũng phải gọi cho anh sẽ lo cho em. Nhé. Đấy, hoàn cảnh của bà đây các bạn. Nhà đã nghèo xong là có một cháu bé xong bây giờ lại bị mất. Khổ thân cả gia đình không? Đấy bà này. Bà có buồn không bà? Đấy bà nữa, bà lần sau bà biết nhà cháu rồi thì bảo bà là sao không đưa ra nhà anh? Hay là ngại? Đấy có mới có một tuần mình, hơn một tuần mình không vào thôi. Khổ thân quá. Thế hôm đấy là làm đám ma có làm ở nhà mình không? Là nhà em. Làm nhà này gì? Thế lợn gà như nào rồi? Lợn gà? Ừ, lợn hôm trước mua thế nào rồi? Thôi. Đâu đi, anh dẫn anh đi ra xem con lợn tí nào. Khổ thân thật đấy. Bây giờ chả tâm trạng gì mà đi xem gà với lợn nữa các bạn ạ. Đâu? Để anh bật đi. Đây cái con ở giữa kia phải không? Nó có ăn được không? Ăn được đấy. Ăn được à? Ừ. Đây là được hai con lợn của bà ngoại cho vay. Với lại một con lợn là anh Việt, Vũ Hồng Việt mua tặng. Với một con bò là nuôi hộ để lấy phân bón cây các bạn. Kia con gà đang ấp kìa. Thôi có gì thì đừng buồn nữa nhé. Chuyện xảy ra rồi nhưng mà anh rất là phê bình em đấy. Có chuyện mà không gọi, không ra tìm gì cả. Em biết tận nhà anh rồi, em đến tận nhà anh rồi. Phê bình cả nhà luôn đấy. Thật anh rất muốn mắng em một trận. Cả nhà em anh cũng rất muốn mắng cho một trận. Nhưng mà cũng không biết phải nói nào nữa thật. Quá buồn luôn. Thế sao không đi vay tiền họ hàng rồi lấy đi vay tiền bạn bè anh em họ hàng để chữa? Thế là không cho vay á? Thế đã đi vay chưa? Đi vay rồi nhưng mà ai cũng không cho vay. Không có bố, các bà, ai cũng không thích em. Thần quá. Bà bảo là em rất là nghèo, không thích em. Em không có cái gì à. Khổ quá. Ừ, thôi bây giờ chuyện đã rồi, bây giờ thì anh cũng chỉ biết là xin chia buồn với gia đình thôi. Nhưng mà nhất quyết lần sau nhá. Không mà không. Lần sau bây giờ
Không biết phải nói kiểu gì, nhưng mà bây giờ kể cả tất cả người thân trong gia đình em, em này, vợ em này, em trai và bà nhé, mà có bị làm sao thì lưu số điện thoại của anh vào nhé, gọi ngay cho anh, nhớ chưa? Thôi đi, đi vào trong nhà đi. Đấy, nhà có mấy người thôi. Đây. Ừ, chờ anh, tí nữa kệ anh. Đấy. Cả nhà có mỗi em Ly đúng không? Ừ, anh cảm ơn nhá. Ừ, sao xanh. Đấy, em trai ngoan này mà. Buồn quá, bây giờ chẳng còn tâm trạng gì nữa các bạn ạ. Đây nhá. Cái tiền này ấy, 200 nghìn này là của anh Tô Văn Quý ở Tuyên Quang, là có muốn là tặng cho gia đình nhá. Còn đây là 200 nghìn của anh. Anh cho em để mua mà không có gì ăn thì đấy. Nhá. Đây, đây cầm lấy. Ừ. Các bạn vừa giận xong lại vừa thương nữa. Nói thật, đây chẳng nghe anh lại đánh cho em một trận. Thôi bây giờ thì chuyện đã xảy ra rồi, thôi bây giờ cố gắng thôi. Đau buồn thì cũng đau buồn rồi, bây giờ vẫn phải hướng về tương lai, cố gắng chăm chỉ làm ăn nhé. Em bảo là bạn bè em không thích em, không cho em vay tiền là em do em không có bố, nghèo, không ai chơi cùng. Thì em phải lấy cái đấy để làm động lực, để vươn lên, làm giàu đi nhá. Làm lụng chăm chỉ vào. Khi nào có tiền thì người ta khác nhìn mình bằng ánh mắt khác. Phải có tiền. Không có tiền người thân mình còn khinh mình ấy. Huống chi là bạn bè. Phải làm lụng đi nhá. Chăm chỉ vào. Người ta làm 101 thì em phải 110 lên. Đấy, xong là có gì là cứ lấy số tiền đấy mua thức ăn các thứ cho các em rồi bà rồi vợ ăn nhá. Ừ, trang trải cuộc sống. Bây giờ thì tí nữa anh lại quay lại vào thăm em, vì là anh bây giờ anh sang bên Cán Lủng một tí, là hẹn dân người dân ở bên ấy rồi. Tí nữa anh lại quay lại, anh vào thăm lại lần nữa nhá. Ừ. Thôi, nhá. Làm người, làm gì thì làm đi, rồi là nhớ lời anh dặn đi nhá. Cảm ơn anh. Ừ. Thôi bà ấy, cháu chào bà nhá. Vâng. Bà với vợ thì không biết tiếng Mông, à tiếng, tiếng phổ thông nên mình không biết nói kiểu gì. Còn em thì nhỏ quá, chỉ có mỗi em thôi. Quá buồn luôn. Chá là... Rồi nhá. Ừ, anh về đây nhá. Thôi cháu về nhá bà nhá. À, ừ đây. Đây anh có một quả rồi, thì anh xin. Tí nữa anh đi đường thì anh ăn nhá. Ờ thôi, tí nữa anh còn quay về đây mà nhá. Ừ. Ô thân. Thôi đi. Ôi, mình cũng chả biết phải nói kiểu gì nữa các bạn ạ. Thôi chào gia đình nhá. Vâng. Quá buồn. Đang tâm trạng vui vẻ tự nhiên pọc phát, nó như kiểu là tụt huyết áp các bạn ạ. Chán thật đấy. Đấy người dân. Người dân đấy các bạn xem, ốm đau thì có mang con ra bệnh viện đâu, toàn cúng bái xong là đấy xảy ra cơ sự như này. Đi. Cũng mong là thực sự ra là đáng trách thì đáng trách thật các bạn ạ, nhưng mà thương thì vẫn cứ thương. Cũng mong là qua video này thì các anh chị mạnh thường quân, cô dì chú bác cũng mong là sẽ hỗ trợ giúp đỡ gia đình ba bà cháu nhà bà Thò Thị Khi. Nhà rất là nghèo đấy, nhưng mọi người qua rồi nghe em tâm sự cũng chỉ muốn phát khóc lên. Đi vay tiền không ai cho, do là không có bố đấy, rồi là nhà nghèo. Cũng mong là
chỉ mong là Nắng Cao Nguyên cũng chỉ mong là các anh chị Mạnh Thường Quân, cô dì chú bác sẽ giúp đỡ gia đình của em Ly. Video của Nắng Cao Nguyên thì bây giờ thì cũng đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thôi, tôi kết thúc rồi, đi.